Ây yo, xin chào trở lại với channel của cáo nha anh em ạ. Hôm nay là tất cả anh em mình có một chuyến đi phượt, đó chính là lên đê anh em nhá. Đó, thì hôm nay là mua một chút đồ lên đây là thưởng thức ẩm thực cho anh em xem. Mồm mình hiện tại vẫn đang bị méo tại vì mình bị nhổ hai cái răng rất là đau anh em nhìn này. Hôm nay nó bớt sưng hơn hôm trước anh em ạ. Đấy, thì hôm nay là một chuyến đi lên đê anh em mình cánh đào. Lên 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 đồ xong ẩm thực. Hôm nay sẽ có một món mới anh em nhá. Hôm nay là chuyên mục vừa khám phá và ẩm thực kết hợp với lại sinh tồn luôn. Ồ, anh em ăn kia đi. Nhá, để mình giới thiệu món ăn anh em nhá. Đó chính là pizza. Pizza hải sản với tất cả loại pizza luôn. À anh em nhìn này, cảnh đẹp chưa? Đó. Rất là đẹp luôn anh em nhá. Về luôn anh em nhìn này. Xung quanh toàn là đồng lúa đây anh em ạ. Rất là thẳng cánh cò bay luôn. À, cũng từ rất lâu rồi anh em nhá, là chưa có một cái chuyến đi kiểu như này. Hôm nay cũng cơ hội đi. Thứ nhất là vừa trải nghiệm với hai ngắm cảnh nữa và ăn uống luôn tại đây. Đau mồm quá anh ạ, biết quan được không ạ? Okay, anh em ơi, thì là ngày hôm nay mua được hai cái bánh pizza anh em nhá. Pizza gì thì mình không biết tên, nhưng mà pizza Hàn Quốc anh em ạ. Hàn Quốc đúng không? Đưa xem một hộp nào. Hàn Quốc. Hai loại giống nhau. Không, hai loại khác nhau. Đây anh em nhìn này. Đây là pizza, bây giờ mình bóc cho anh em xem. Đi du lịch đi, picnic đi. Gió rất là mát anh em ạ, ở trên đê mà. Đây. Ngon chưa? Pizza thịt này, pizza thịt bò này. Này. Cái này là ngon chưa? Xúc xích. Hả? Cái này xúc xích không? Cái này biết là cái gì nữa? Phô mai. Em ơi. Cái này ăn thì đúng tuyệt vời. Bây giờ đi rắc thì biết gia vị em ăn được cái này này. Em nhá. Thấy mỗi người gặm này hay quặn vặt. Bỏ ra đi. Bỏ đi. Mình mặn một cái. Đéo lên làm sao? Bỏ đi. Đâu đây nhá. Chuyến du lịch đẳng cấp ấy. Dạ. Du lịch trên đê luôn. Thị mua pizza này à, nạp sướng. Ừ, nạp sướng này. Nạp sướng. Ui. Hai cái pizza đẳng cấp luôn anh em ạ. Này. Đây là đố. Không có gì. Yeah. Cái này mà hấp thế rồi, chụp vừa quay ngay cái đây. Ui giời ơi. Đẹp chưa? Vừa ăn vừa ngắm cảnh anh em nhá. Đồng lúa thơm mùi lúa anh em ạ. Ngọt lắm anh em ạ. Ăn thì tuyệt vời luôn. Rồi bây giờ thưởng thức. Hôm nay là sẽ thưởng thức hai món này. Rồi, bắt này vào đi. Còn chay bằng thịt kìa. Chay nhà cái nào ta có thịt? Anh có thịt đấy. Marsley. Trông ngon nhỉ. Ừ, còn đắt hổ. Mắc như tao. Đây thịt gì vậy? Đây thịt gì? Có má. Đây mà. Ôi, cứ ăn thì thưởng thức đã. Ngắm cảnh thưởng thức đã. Tôi mặn. Chết mẹ. Quên không mang dao cắt. Đấy. Pizza đẳng cấp luôn. Đấy. Hai loại mỗi thưởng thức mỗi loại tí em nhé. Đỏ nó lấy này. Bạn vẽ này không? Làm bắn bay. Này thế nào nữa? Các bạn là con thằng bạn nó mới về. Muốn dẫn nó đi chơi tí. Nó mới đi bộ đội về anh ạ. Trong bộ đội có pizza nữa mà. Đội đấy. Nàng nhỏ lắm. Ăn bánh chưng với bạn ơi. Ăn cơm cháy. Trong bộ đội có gì không? Anh em ơi, hiện tại là hôm nay ở đây là gió hơi to một chút nên là anh em thông cảm cho mình anh em nhá. Bởi vì rất lâu rồi đấy, mình mới có một chuyến đi đi chơi kiểu này thì mình còn ở nhà thôi. Mình lại muốn quay những cảnh đẹp cho anh em xem này. Ở quê mình là đồng lúa nó mát, thắng cánh cò bay luôn anh em nhá. Rất là quê, kìa tuyệt vời luôn. Chẳng nói, không nói con cò nó bay mỏi cánh con nó đậu nóc nhà kia gì kìa. Gầy, còn lướt, chứ xem nước. Còn một chai đấy. Đâu, còn tối nào hả? Đi xe nước. Lên chứ lên. Lấy cái dao. Anh em từ từ ăn nhá. Lấy lược á, lược ngọt á. À, nó dưới mấy trái. Không ơi, đúng hết rồi. Ngon ăn đấy. Ngon.
Em không mua 4 cái. Ai đâu? Đọc. Bằng cái miếng nhớ gì biến. Toàn cái này toàn. Tuyệt vời. Biết cái muối này ngon hơn. Cái nhiều nhân hơn luôn. Nhập sớm rồi. Tuyệt vời anh em ạ. Ăn em. Gì anh nạp sớm. Ngon lắm đi ạ. Ê, ngon không? À. Ngon. Nhìn cái tua vật vãi đấy cơ mà. Ô, cái đen đen này là cái gì? Lấm. Lấm. Lấm á. Bạn cứ về chơi với mình. Ngày nào cũng có đồ ăn. Ok rồi. Chơi mà khóc không được sợ chết đuối nữa. Chơi đảo ngũ đi. Đảo ngũ. Còn 2 tháng nữa là ngũ chết. Chơi vài không? Ngũ quăng luôn à. Cơ ngương. Mày quát trưa không ăn thì là ra đây ăn mát. Chơi này mày nó thích ăn đi mới ra. Cầm 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 cá lên này. Cầm cá ăn như bạn này. Không có xé mới miếng tôi. Rồi thôi quay. Không tỏ nữa. Úi dồi ôi, anh Bình đang gõ ăn tham anh Bình ấy. Người nào ăn tham ấy. Công nhận cái món này ngon. Ừ. Ngon. Đã hết rồi sao rồi. Rồi hết rồi. Chết mẹ. Mà dép rồi. Mẹ chân rồi. Sao ăn được hết. Ừ. Ngon rồi. Tuyệt vời luôn. Hả? Quá tuyệt vời. Không những ngon rồi mà nó ngồi đây cảnh nó mát, ăn nó sướng. Thơm thật. Ăn khác ở nhà nhỉ? Ăn khác ở ngồi ở trong nhà ăn. Không ngắm cảnh sau này đẹp cực kỳ luôn. Cảnh nông quê đẹp nhỉ? Nè quay mặt vào đây. Ăn này nó giống như thượng lưu hồ. Nghẹn quá. Cá nướng tua bị nghẹn. Cha em cha. Còn hai to phết, ngon phết. Ăn nó ngang ngang nhau. Đau đẹp luôn anh em nhá. Cực kỳ là tuyệt vời luôn. Và bây giờ mình sẽ tiến đến một địa điểm khác. Đấy. Chuẩn bị chơi tiếp nhá. Ok hậu luôn, đi chơi đẳng cấp. Hôm nay ăn mặc thượng lưu mà. Thượng lưu ấy, đi chơi. Đây đừng chốt bạn đấy nhá. Bạn không chốt hậu nữa đâu. Sao đừng chốt nữa nhá. Ừ. Nhớ đấy. Ừ, bạn nhớ rồi. Được rồi. Em đi. Woo! Tuyệt vời anh em. Em này. Để đây ngồi nhá. Đây ngồi đó. Chốn chết anh em ạ. Chơi bộ cá bị chết anh em ạ. Đã cấp luôn. Showing off. Thank you.